Xin được giới thiệu với mọi người, đây sẽ là tập đầu tiên của Kim Duyên ở Road to Miss Universe. Và chị Hen sẽ là huấn luyện viên đồng hành xuyên suốt cùng Duyên trong chặng hành trình này. Em chào chị Hen. Thật sự đang rất là nôm nao háo hức đến với cái hành trình huấn luyện của hai chị em mình. Thật sự là ai mà có cảm giác đó cần mình đó, mình cảm giác hạnh phúc lắm. Cũng làm cho Hen cảm thấy rất là áp lực, bởi vì có thể là những cái kinh nghiệm của Hen nó sẽ khác hoàn toàn với lại đợt của Duyên thì sao. Thì mình nghĩ là dù format của chương trình có thay đổi đến cỡ nào thì ít nhất là cũng sẽ có những cái chung, những cái cần thiết thì mình sẽ cùng đồng hành để hỗ trợ, để giúp Duyên hiểu về bản thân mình nhiều hơn, để có một cái tinh thần là sẵn sàng nhất đến với đấu trường Miss Universe. Nên là một cái con người Việt Nam thì bản thân Hen rất là tự hào với Hen là người Việt Nam. Và sắp tới đại diện Miss Universe Việt Nam sẽ là Kim Duyên sẽ đi thi. Và Hen muốn Duyên cũng mang một cái tinh thần là rất là tự hào, bởi vì tôi là người Việt Nam. Nên ngày hôm nay quyết định mặc một cái áo gọi là tự hào Việt Nam, áo cờ đỏ sao vàng, để nói với Duyên là phải luôn luôn tự hào về chính mình. Khi mà đi thi thế giới cũng vậy, phải luôn thể hiện ôi tôi là người Việt Nam và là tôi rất tự hào về đất nước của tôi. Em cũng chia sẻ thật với chị Hen là hiện tại em đang khá là lo lắng, vì mình vẫn còn trong cái quá trình chuẩn bị đi đến với Hoa hậu Hoàn vũ thế giới vào cuối năm nay. Có rất là nhiều điều em vẫn luôn cảm giác là mình vẫn đang thiếu sót, mình vẫn chưa hoàn thiện. Bản thân em chắc là cũng cần rất là nhiều những cái lời khuyên từ chị. Chị hiểu cái cảm xúc của Duyên trong cái thời điểm hiện tại. Có thể là những cái chia sẻ từ phía các anh em ở trên mạng đôi khi mọi người dùng từ khá là nặng nề, khiến Duyên cũng tổn thương. Và đôi khi tổn thương như vậy, bạn cũng có chia sẻ những cái cảm xúc đó ở trên mạng xã hội, và đôi khi có những cái gọi là gây tranh cãi nhiều hơn. Nhưng mà Hen chỉ muốn chia sẻ với Duyên là trong cuộc sống của mình sẽ có rất là nhiều lúc như thế, chứ không phải là chỉ đơn giản lúc mà bạn đi thi Hoa hậu Hoàn vũ đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết của em đó là kiếm cho mình những cái năng lượng tích cực để em chiến đấu, để em chạm đến những cái ước mơ, những cái khát khao và những cái gì đó đổi mới trong cuộc đời của em thì nên ưu tiên hơn hết. Thời gian gần đây thì em cũng nhìn nhận lại rất là nhiều những cái vấn đề mà mình đã gặp phải, và có một điều rất là đặc biệt là em cảm thấy biết ơn tất cả những cái điều đang diễn ra, dù là nó làm mình buồn hoặc là nó có làm mình hơi chùng lòng một xíu. Nhưng mà chính nhờ những cái điều đó thì làm cho em có, thật sự là có cái động lực hơn, cảm giác là bản thân mình phải cố gắng hơn rất là nhiều. Có một cái câu mà em không biết là em có mến mộ Sơn Tùng giống chị không, luôn nhận thấy là anh em ở trên mạng hay là gọi là anti fan là Khánh là giám khảo khó tính nhất. Rõ ràng khi mà họ đưa ra những cái gọi là nhận xét và mình phải cần chinh phục họ bằng cái sự cố gắng, bằng cái sự thay đổi, bằng cái sự rèn luyện của mình, tại vì con người ai cũng không hoàn hảo. Đó là điều mà chúng ta phải gọi là học tập mỗi ngày, đúng không? Vượt qua được cái khoảng thời gian đó thì bản thân em cảm thấy là mình đúng là nhìn ra được rất là nhiều những cái thiếu sót của bản thân mình, và mình mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Sau trong gai, sau thử thách thì bản thân mình khi mà nhìn nhận lại, mình thấy mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Hen thấy thương Duyên rất là nhiều luôn. Có thể là ngày trước là mình sẽ có rất nhiều thời gian để mình có cơ hội được đi nơi đây, đi nơi đó, để hình ảnh của Duyên với các hoạt động cộng đồng nó trở nên thực tế hơn. Nhưng mà bởi vì tình hình hiện tại Duyên làm gì cũng gọi là qua online, thì Hen hy vọng mọi người sẽ công nhận và mọi người nhìn thấy được cái sự cố gắng của Duyên, hay là cả ekip như thế nào để chuẩn bị tốt nhất để bạn đi thi Hoa hậu Hoàn vũ. Thì hình hiệu của em đã có rồi, và em đang rất là nôn nao háo hức để chia sẻ cùng với chị. Wow. Chị có thể xem cũng như là góp ý cho em nhé.
Khen em trước, tuyên dương những cái điều mà em đã cố gắng. Đầu tiên là em đã gọi là rèn luyện được kỹ năng về khách quốc của em khá là gọi là đỡ bị cứng hơn này. Và bây giờ là một chút phê bình về khách quốc thì chị đã khen em đã gọi là mềm mại hơn, nhưng mà về cái cách đánh hông em phải uyển chuyển hơn. Về cái phần đi của em á, chị thấy có màu sắc riêng rồi đó. Chị cần tập luyện thêm, uyển hơn và gọi là đi một cách gọi là chắc chắn và vững hơn, làm cho mình cảm thấy quyền lực ấy, mình phải tập thêm. Rồi về cái việc em hô thì chị thấy cũng đã bắt đầu đỡ em hô ở cổ rồi, bắt đầu có những cái khoảng vang khá là ổn rồi. Và chị hy vọng là những cái điều mà các thầy cô dạy á, mình cứ cố gắng học và rèn luyện, thực hành liên tục thì mình sẽ có cái sự thay đổi. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Lần nào nói chuyện với chị cũng thích, tại vì lần nào nói chuyện cũng học được rất nhiều thứ. Hôm nay sẽ là một trong những thử thách quan trọng nhất. Muốn em nhìn vô camera và quyết định là em sẽ thực hiện phần thi bằng ngôn ngữ nào. Wow. Đón xem tập tiếp theo được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2021, độc quyền trên fanpage chính thức Việt Nam Road to Miss Universe, Miss Universe Việt Nam, kênh YouTube Uni Network, và vào lúc 12 giờ thứ bảy trên ứng dụng Vion.